tôi ở đây tôi cũng cho ăn nghe, không có nhát tôi nghe chưa, nhát tôi không cho ăn ngán chịu ạ. Con ơi, hôm nay chú ở đây cũng như là đứa con còn nhỏ mà đã khuất rồi, thì nếu con có linh thiêng thì từ đây hai chú có đem bánh nè, nước uống nè để cho con ăn ha. Hello chào mọi người, chào mọi người với kênh Thông Tin Tu Học nha. Mọi người giờ này 12 giờ. Thấy không? Chào bạn. Thấy 12 giờ không? Bây giờ là 12 giờ 5 phút. Mà giờ phút phê ha. Hôm nay mình quyết định quay lại mộ cô bé 3 tuổi mọi người. Thì hôm nay mình sẽ chơi một cái trò. Cái trò này nói chung thì mình cũng chả biết cái thế nào, mình cũng tò mò ở trên mạng, trên mấy trên mạng Google hết mọi người. Thì chúng ta bây giờ bình thường thì mình thấy trên mạng hiện tại là có một cái những cái clip là như là cầu hay đũa mọi người, nhưng mà họ để một chiếc đầm trời dưới một chiếc đầm trên gác lên nhau mọi người. Còn mình thì chơi khác, mình chơi một chiếc đứng dựng đứng luôn, một chiếc gác lên trên và mình thấy vẽ một cái ô, cái ô có phía dưới ha, vẽ cái đất dưới đất dưới là có hoặc không thôi ha mọi người. Thì nhìn đúng như Linh bị ớn quá mà phải đi thế sao, không đi thì ngày mai không có lấy cho người xem. Thì mọi người nhớ ủng hộ mọi người, thì mọi người nhớ like cũng như chia sẻ, đừng quên comment suy nghĩ mọi người nhớ ha. Thì giờ mình sẽ đi vào cái khu mộ phía sau cũng như là cái khu mộ cô bé 3 tuổi. Mình đi thôi. Xin đi ra ngoài luôn rồi. Đấy, cái nhà đó, nhà nó bố quan đó. Thì con mộ lần trước rồi mọi người. Cái đụng thử thôi, ai đi cầu đây chứ. Mình mới nhìn thấy giống nhít nhít thôi ta. Đèo mình không vòng vo luôn rồi. Giờ này là giờ lên. Tụi mình ở đây mình cũng ở nó ốc lắm. Ốc nó gần 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 rồi. Cũng hơi ngại bước vô xíu ha. Mà vô luôn. Mình làm việc ngay thì không sợ người ta nhát ha. Đây là mộ bé gái mọi người. Giờ sẽ chơi sau đây. Chơi thế nào và chơi chỗ nào đây? Ừ.
cho mẹ ra chỗ này đi, con cho đây đi. Xíu. Không sao. Thế nào trời? Để xa xíu mọi người ơi, gần không thấy. Tại cái máy quay hơi thấp. Tôi quay thẳng đi cầu màu. Này đi giấy mọi người. Thì vợ mình cũng thương mình rồi cũng đem đi. Còn vợ mình kêu mai hết đi. Gì đây? Mình nhớ chế cái chỗ mình mới làm cái này để cắm hương luôn rồi. Gì vậy ta? Tôi về đây tôi cũng cho ăn nghe, không có nhát tôi nghe chưa, nhát tôi không cho ăn ngán chịu ạ. Chỗ đâu sủa vậy, anh được vậy hả ta? Có gì để lên nó cao chứ gì. Một cái gái chó đó mọi người, kế bên thôi. Sập sạc rồi, sạc nó hoài, làm sao nó hoài ta? Không quan tâm nữa, mệt quá. Giờ phải đặt đổ đây mọi người. Còn có quay không nè? Thấy không? Thấy rõ không? Nó bật hoài.
con gốc đây ngồi đây, nó kêu mình bịt hoài. Nghe làm giái không người. Con ơi, hôm nay chú ở đây cũng như là biết con còn nhỏ mà đã khuất rồi, thì nếu con có linh thiêng thì từ đây hai chú có đem bánh nè, nước uống nè để cho con ăn ha. Thì con linh thiêng thì như là cái phù hộ và làm chiếc đũa này nó quay giống như nhích để cho mọi người được thấy có, để biết con có hiện tượng ở đây nha con. Thôi đất cái bàn cày ra. Cũng ở thì xung quanh đây cô chú bác á, nếu mà cũng có đói thì vào đây ăn như hút thuốc ha, mình sẽ đốt cái thuốc. Thì cũng như cô bác nào ăn hút thuốc ha, cũng như đừng ủng hộ cho mình, ngồi cho con ở đây nha mọi người. Chú có mang một số giấy cái tiền nghe không con, thì giờ xuống cái đó cho con hãy nhận nha. Thằng ơi, vậy hiện tại mình sẽ ngồi tại đây luôn rồi mình không đi ra ngoài nữa. Nên mình ngồi đây mình hỏi ha, nếu cái đũa nó có quay ha. Rồi, thấy rõ không? Phước ba cả nhà hả ta? Sao đây? Giờ ba cả nhà này ra trước đi. Đi đi. Thấy đũa không? Mình sẽ hỏi ha. Thì mình đã cúng xong thì cho hỏi ở đây có vong không mà có vong linh không ạ? À? Nếu mà có vong thì hãy cho cái đũa nhích đi, cái đũa cái chân nhích. Cái lại dữ rồi. Bây giờ mình sẽ ra phía sau camera mình lại rồi.
Mọi người có nghe tiếng bước chân đi không? Xung quanh nhiều màu mã mình cũng chả biết là phía hướng nào. Mình sẽ hỏi lại mọi người, cho hỏi nơi đây có vong linh không ạ? Cho hỏi một lần nữa, ở đây có vong linh không? Mình ngủ yên mọi người ơi, tiếng động này ngầm nội quá trời luôn, không thể ngồi yên được, không thể ngồi yên để hỏi được. Đấy, treo sổ đó. Giờ để tạo đi. Mình cài chắc cái nhắc là nhanh luôn. Mà để ý không? Ở đây không mấy ta. Giờ giờ đổ đây coi. Thấy rõ không? Đó. Mệt quá. Sao mà thấy không bất an, hồi hộp quá. Trời ơi. Ở trên đầu của ông vẽ chà bá luôn. Con này mình thấy nó quýnh một cái la lử quá. Giờ mình làm rút gọn đi, quá chỗ ông không quay qua ông người xem nha. Cho hỏi một lần nữa, nơi đây có tâm có vong linh không ạ? Mình nghĩ chắc cái cách này không nhẹ mọi người. Chắc mình để lần sau mình sẽ để hai đũa đồng chéo lên nhau và để một cái chữ có chữ không ở phía dưới, hai đầu bốn góc và hai đầu chữ có chữ không.
Để người ta thuốc nữa thấy không, tí hết đưa thuốc vẫn không tàn. Chéo thuốc mà cái tàn không rớt luôn rồi. Đũa này không biết đũa sạch dưới dơ, mình luôn ý là đũa này không biết là đũa ăn rồi chứ mình cũng không biết nữa. Tao thấy trong ở trong cái bọc á, mình nghĩ chắc mình nghĩ là đũa sạch. Mình thường thì mình cầu như vậy thì phải có đũa dơ, đũa sạch luôn rồi, đũa chưa từng xài á mới cầu được. Cái này mình không biết có từng xài chưa nữa, nhưng mà thấy nhiều âm thanh lạ. Mình có thể lý giải như vậy, thì có thể là mình cúng thì những vong linh họ có thể họ đến họ ăn thì họ tạo những âm thanh ở xa. Nhưng mà đừng đừng mọi người đừng có sợ vì lý do đó, thì họ chỉ đến họ ăn thôi chứ cho họ không có hại mình đâu. Mình cúng cho họ là họ quá mừng rồi, có gì đâu để hại mình đúng không. Nhưng hiện tại mình sợ sợ ông nó vẽ trên đầu mình nè. Bây giờ mình sẽ đem bánh lại bằng cái mộ của bé, cũng như là đem nhang mộ của bé thì mình thu dọn mọi người. Thì mọi người thì cô bác cô chú anh chị oan hồn ở đây, thì cũng như là bé cô cháu bé 3 tuổi ha, thì chú đến đây cũng như là cũng như con vậy thôi. Thì bây giờ chú sẽ xin đi về, mà nếu có dịp sau thì con chú sẽ ra cúng cúng con cái khác ha. Rồi ha, thuốc chạy rồi rớt rồi. Có số không ta? Mình đâu có xin số đâu, có số. Đúng rồi. Đừng đừng nhà nắng này. Sao mỏng cái này nó hung vậy? À, mà nó dốc người đó nè. Ô mà vẽ cho bá em thấy không nè. Ông là bà mới quýnh hết một lần. Bây giờ mình thi vô mọi người. Mọi người xem nếu mà có thấy hiện tượng phía bên ngoài cái vụ gì thì nhớ comment phía dưới mọi người. Chắc này là 12 rưỡi mọi người thấy không nè, 12 giờ rưỡi. Thì giờ mình sẽ vô nhà cũng như nói chuyện người sau ha. Tôi nói thì chắc có lẽ là mình cầu kiểu vào chế độ để chồng chứ tê, nhưng mà chắc có thể là sai, không đúng nghi thức của người thì nó không quay. Nhưng mà không biết là mình nghe nhiều tiếng động lúc mình cúng á, cũng như mình gọi bé, có bé 3 tuổi về nhận tiền với ăn bánh đó, thì mình nghe những cái bước giống như bước chân cái phật 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 gấp đầu này phật 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 đầu kia, mình gọi hoài luôn. Mình đi nói chung là mình gọi yên không được luôn á, nó làm mình gương là làm gương là mình bị
gói lọn cái suy nghĩ mình để mình tập trung vào cái việc mình cúng, nó không có bị, nó không có được chuẩn. Hơi cái đầu này bệt bệt, hơi là cái bệt bệt hoài. Nhưng mà mình cái nghĩ trong đầu mình nghĩ là mình cúng cho họ, mình đến cúng cho họ thì họ cũng sẽ rất là mừng luôn, tại vì đâu phải là ai cũng được cúng, được ăn, được cúng hoài để ăn đâu. Thì họ được cúng, họ được mình cúng đó, thì họ rất là mừng, cũng như là họ không bao giờ nhắc mình, mà họ tạo, họ có thể đi từ xa đến, như là từ đâu đó họ đến, thì họ có thể động hay tiếng động như bước chân để cho chúng ta biết là họ đã đến và đã ăn. Thì nếu mà nhiều bạn mà không có lá gan để ngồi lại thì có thể là chạy cho người, thì mình nói chung là mình cũng rất là tập trung, như là giữ cái ý chí là không có chuyện gì xảy ra hết. Thì mình ngồi đến lớp là tàn thuốc ha, thì mọi người thì cái mình cũng sẵn nói luôn cái clip hôm qua ha. Hôm qua là do, không phải là do mình muốn lòng nhạt phía dưới để nó khó chịu, tại vì hôm qua mình nói rồi, hôm qua có đám cưới ở xa, nó hát phi á, mình tiếng dẫn 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 dẫn, mình sợ là nghe dính nhạc vào nó có bản quyền, mình lòng nhạc phía dưới thôi. Còn nếu mà clip nào mà không có dính nhạc thì mình không có lòng đâu, cũng như lớp này là mình sẽ không có lòng. Thôi người thông cảm việc đó ha. Thì mình cũng đã comment mà bình luận của mình ở phía trên là do có nhạc nên mình cứ lồng tiếng nhạc, nhạc nhạc cũng như của YouTube dưới á, miễn phí á, cho nó không clip tiếng kia đi. Mọi người thì nếu mà mọi người xem mà thấy có điều gì cũng như là lạ ha, thì nhớ comment dưới người. Thì mọi người thương thì hãy đăng ký kênh nhé, và đừng quên đăng một like, và đừng quên là chia sẻ để cho kênh mau phát triển mọi người. Thì clip của mình đến đây kết thúc mọi người. Chào mọi người, hẹn mọi người lại tập tiếp theo. Bye mọi người.